Sáng 4 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra điểm tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 tại quận Cầu Giấy, kiểm tra đột xuất một cơ quan trung ương trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội, kiểm tra công tác cách ly y tế của một tòa nhà trung cư và một khu cách ly tập trung tại quận Hoàng Mai. Tại Sở Chỉ huy Công tác Phòng chống COVID-19 của thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng chống dịch của thành phố. Hà Nội luôn có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, tuy nhiên, thành phố đã có quyết định rất kịp thời, đúng thời điểm khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phó thủ tướng cũng đã nhấn mạnh việc bảo vệ hà nội một trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của cả nước là trách nhiệm nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng chính vì thế hà nội cần phân định rõ ràng hơn trách nhiệm kiểm soát triệt đề hơn có cơ chế tiếp thu ý kiến của người dân luôn luôn có phương án dự phòng chủ động trong mọi tình huống thần tốc nhanh nhưng phải chắc truy vết chỗ nào chắc chỗ đó không bỏ lọt ngay từ khi vùng đỏ đang có ít thì phải giữ bằng được bảo vệ bằng được vùng xanh phải huy động cả người dân vào cuộc để chính người dân có ý thức bảo vệ giữ bằng được vùng xanh của mình. Nếu làm tốt ở từng khu, từng cụm sẽ giữ được toàn thành phố. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Hà Nội cần ra soát lại năng lực xét nghiệm, nhanh chóng tìm phần mềm công nghệ thông tin để liên thông kết quả xét nghiệm giữa các đơn vị thực hiện xét nghiệm từ cấp xã phường lên đến thành phố. Đặc biệt, cần huy động hệ thống bệnh viện tư nhân vào cuộc kết hợp cùng các mạng lưới và các bệnh viện của Hà Nội, các bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn Hà Nội để thực hiện việc liên thông này. Phó Thủ tướng tin tưởng thành phố Hà Nội đủ trí lực và tận dụng toàn bộ cơ sở vật chất hiện có để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần trách nhiệm, sáng tạo, nắm bắt thực tế, kết hợp với những hướng dẫn chuyên môn của các bộ ngành để vận dụng linh hoạt, phù hợp hơn với từng địa bàn, qua đó bảo vệ an toàn cho Hà Nội. Thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đợt 2, thí sinh và cán bộ coi thi phải xét nghiệm COVID-19. Để đảm bảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 diễn ra an toàn, các địa phương yêu cầu thí sinh và cán bộ coi thi phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trước ngày thi. Ngày 6 và 7 tháng 8 tới đây, hơn 3.000 thí sinh Bắc Giang sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021. Trong đó có 56 thí sinh được 7 tỉnh gửi thi tại Hội đồng Bắc Giang, bao gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh và Nghệ An. Bắc Giang tổ chức 8 hội đồng thi ở các huyện, thành phố, các thí sinh của 7 tỉnh dự thi tại hai điểm riêng để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Bà Đào Thị Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cho biết, tại các điểm thi đều được phân luồng đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 cho thí sinh và cán bộ làm thi. Hiện tại các điểm thi đều được phun khử khuẩn, bố trí các phòng thi thông thoáng, đảm bảo giãn cách cho thí sinh. Đồng thời địa phương trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, mũ chắn giọt bắn, khẩu trang N95, đồ bảo hộ sẵn sàng và đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Tại Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đợt 2 năm 2021 được tỉnh tổ chức 4 điểm thi với hơn 1.900 thí sinh đăng ký tham dự. Đặc biệt, huyện Yên Mỹ là địa phương có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi đợt 2 nhiều nhất tỉnh, với 1.600 thí sinh và 3 điểm thi. Tỉnh yêu cầu tất cả các thí sinh và người làm nhiệm vụ thi phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đồng thời khử khuẩn khu vực thi, phòng thi trước ngày thi từ 2 đến 3 ngày. Mỗi điểm thi đều được bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, tổ chức đo thân nhiệt cho thí sinh và người làm nhiệm vụ thi trước khi vào khu vực thi. Các điểm thi được trang bị tối thiểu 24 bộ trang phục bảo hộ cá nhân, hòm đựng bài riêng để dự phòng sử dụng cho cán bộ và thí sinh xuất hiện ho, sốt và các yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong trường hợp cần thiết. Từ kinh nghiệm trong tổ chức đợt 1 thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các điểm thi cần chuẩn bị điều kiện theo tinh thần 4 tại chỗ, chủ động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh. Tất cả khâu trong quá trình tổ chức thi đều tập trung cao độ, không chủ quan và gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19. Đối với các thí sinh thuộc diện F1, F2, những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện giãn cách xã hội, nếu có nhu cầu tham dự kỳ thi sẽ được bố trí phòng thi đặc biệt, lập phương án nơi ăn, nghỉ, xe đưa đón, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên chia sẻ. Tại Hải Phòng, kỳ thi đợt 2 có 265 thí sinh, trong đó thí sinh của Quảng Ninh là 3 em và Hải Dương là 7 em. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cho biết, kỳ thi đợt 2 được thắt chặt biện pháp phòng dịch, trong đó toàn bộ thí sinh, cán bộ, giáo viên, công an, y tế tham gia tổ chức thi đều được xét nghiệm COVID-19 trước khi thi. Riêng thí sinh địa phương khác được xét nghiệm 3 lần, gồm trước, trong và sau khi thi. Lần một thí sinh được xét nghiệm âm tính tại địa phương mới di chuyển đến Hải Phòng. Từ 31 tháng 7, thí sinh đã di chuyển đến Hải Phòng để ổn định tình hình, chuẩn bị tâm lý. Khi đến nơi, địa phương bố trí ăn ở cho thí sinh và người nhà tại khách sạn huyện Vĩnh Bảo. Ngày 4 tháng 8, các em tiếp tục được xét nghiệm COVID-19 lần 2 cùng với tất cả các thí sinh địa phương để lọc lại một lần nữa trước khi vào kỳ thi. Sau khi kết thúc thi, thí sinh và người nhà được xét nghiệm một lần nữa, kết quả âm tính mới di chuyển về địa phương. Việc này nhằm thắt chặt các biện pháp phòng dịch, tránh các trường hợp để lọt thí sinh liên quan đến COVID-19 vào phòng thi. Hiện có 16 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hải Dương, Đồng Tháp và Quảng Trị đã thông báo không tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Các thí sinh ở 16 địa phương này sẽ được gửi thi tại các hội đồng thi tỉnh lân cận. Đoàn người từ Thành phố Hồ Chí Minh về Huế đang bị kẹt tại Bắc Hầm Hải Vân. Đoàn hơn 20 người từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế đang tạm nghỉ tại trạm trung chuyển Bắc Hầm Hải Vân để chờ sự cho phép của chính quyền địa phương. Ngày 4 tháng 8, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả cho biết, sáng nay, trạm vận hành trung chuyển Hầm Hải Vân vừa hỗ trợ đưa một đoàn người từ các tỉnh phía Nam về Huế qua Hầm Hải Vân. Đoàn có khoảng hơn 20 người, trước đó đi ô tô qua hầm ra đến địa phận Thừa Thiên Huế, nhưng sau thì quay lại trạm trung chuyển phía Nam. Hiện chúng tôi đã hỗ trợ đưa họ qua hầm, tạm nghỉ ngơi ở trạm phía Bắc để chờ quyết định của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Hầm Hải Vân sẽ tiếp tục bố trí xe, nhân lực để hỗ trợ người qua hầm miễn phí nếu họ có nhu cầu, vị đại diện này cho biết. Được biết, đây là những người quê ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân tại quận Bình Tân. Ngày 3 tháng 8, nhóm này góp tiền thuê một ô tô trở về Huế. Tuy nhiên, sáng 4 tháng 8 khi đến chốt kiểm soát ở địa phận Lăng Cô, Thừa Thiên Huế thì trạm này không nhận, buộc phải quay đầu. Trước tình thế này, tài xế buộc phải chở đoàn người quay lại trạm trung chuyển phía Nam Hầm Hải Vân, địa phận Đà Nẵng để nhờ giúp đỡ. Sau đây là những công dân ở Thừa Thiên Huế nên trạm trung chuyển Nam Hầm Đà Nẵng hỗ trợ được qua hầm đến trạm phía Bắc thuộc địa phận Huế tạm nghỉ ngơi, chờ quyết định của chính quyền. Phóng viên VTC News đã liên hệ với cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế để nắm thông tin thì được trả lời đang chờ xác minh thông tin cụ thể. Đoàn người này tự ý thuê xe để về quê ngày 3 tháng 8 là vi phạm quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng. Cụ thể, ngày 31 tháng 7, Thủ tướng có công điện số 1063/CDTTG về phòng chống dịch Covid-19 gửi lãnh đạo các bộ ngành địa phương. Công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ tuyệt đối không để người dân di chuyển ra khỏi nơi cư trú từ sau 31 tháng 7 tới khi hết giãn cách trừ những người được chính quyền cho phép. Công điện nêu rõ lãnh đạo tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình bi kịch của những người Mỹ từ chối tiêm vaccine. đáng lẽ tôi nên tiêm thứ vaccine đó. Đó là lời cuối cùng ông Michael Frieday tại Las Vegas, một trong số hàng trăm nghìn người đã chết vì COVID-19 tại Mỹ. Ông Michael Frieday, cha của 5 người con nhỏ sống tại Las Vegas, Mỹ, đã mất vào thứ năm tuần trước, 29 tháng 7, vì căn bệnh COVID-19. Con nhỏ mất cha, vợ mất chồng, người thân của ông giờ phải sống trong tiếc thương. Bệnh trạng của Friedai đáng lẽ đã không chuyển biến nặng đến mức đó nếu ông không từ chối tiêm vaccine COVID-19. Gia đình ông vẫn còn ám ảnh lời cuối đầy ân hận của người đã khuất. Đáng lẽ tôi nên tiêm loại vaccine đó. Bà Kim Morgan, 63 tuổi, tại Arkansas, một người luôn tập thể dục đều đặn và giữ nếp sống lành mạnh trước khi mất vì COVID-19. Nếu qua khỏi, bà có lẽ sẽ ở bên con cháu thêm nhiều năm nữa. Con gái bà, Coricha Rocher, luôn vô cùng đau khổ vì đã không thể thuyết phục người mẹ quá cố đi tiêm phòng. Tôi đã giận mẹ vì bà không chịu tiêm phòng và tôi cảm thấy tội lỗi vì mình không cố gắng hơn để thuyết phục bà. Cô Rosa chia sẻ. Những bệnh nhân COVID-19 may mắn giữ được tính mạng vì phải đấu tranh với chuỗi ngày dài vật lộn vì triệu chứng khó thở hoặc chịu đựng những tác dụng phụ khiến cơ thể suy nhược. Trải qua những ngày dài, cuối cùng họ cũng nhận ra được một thực tế. Để bảo vệ những người xung quanh mình khỏi COVID-19, họ cần tiêm vaccine. Bà Gane Starling, người mẹ của 8 đứa con tại Florida, vẫn còn dùng mình khi nghĩ đến tình cảnh các con nếu cô không qua khỏi căn bệnh kinh hoàng trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bà thừa nhận mình không tiêm phòng từ trước vì tin vào tuyên truyền sai lệch rằng chính phủ Mỹ đang ép buộc người dân sử dụng một loại thuốc đáng ngờ chưa được kiểm chứng. Chính tôi đã từng nói rằng không thể tin được mọi người lại tiêm loại thuốc mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Loại vaccine đó đáng lẽ có thể ngăn chặn tất cả những điều này, chỉ cần một mũi tiêm thôi. Giờ tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã không tiêm phòng. Vợ chồng Alicia Bourne tại Mississippi cũng quyết định trì hoãn việc tiêm phòng. Họ nhanh chóng hối hận khi phát hiện người chồng mắc COVID-19. Tình trạng bệnh của người chồng ngày càng xấu đi và cô Bourne đã phải túc trực chăm sóc khi anh nằm thở máy trong bệnh viện. Câu chuyện của ông Michel Freddy, bà Kim Morgan, và bà Kenny Starling và vợ chồng Bourne chỉ là một số ít trong những nỗi đau và sự mất mát khi dịch COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh với biến thể Delta nguy hiểm chết người. Và những câu chuyện như vậy sẽ còn lặp lại hàng nghìn lần nếu người dân còn chủ quan, trì hoãn việc tiêm vaccine phòng bệnh. Kể từ khi đại dịch COVID-19 lan ra toàn thế giới đến nay, Mỹ là nước dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới về số ca bệnh, với hơn 36 triệu ca, trong đó có 600.000 người chết. Rất nhiều người trong số đó có thể đã được cứu nếu họ tiêm vaccine COVID-19 từ trước. Dù vậy, hiện vẫn có hàng triệu người Mỹ trưởng thành chân trừ trước việc tiêm phòng. Nguyên nhân có lẽ nhiều người không muốn tiêm vaccine đến vậy là do họ cho rằng hầu hết những người mắc Covid-19 sẽ không chết hay bị ốm nặng. Họ nghi ngờ những lời khuyên về sức khỏe cộng đồng và chủ quan cho rằng viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ không xảy ra với mình. Nhưng số liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cùng những con số đau lòng về nạn nhân của biến thể Delta đang cảnh cáo người dân nên tiêm phòng COVID-19 trước khi quá muộn. Trong số những người đã tiêm vaccine, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ vẫn bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Một số ít hơn có biểu hiện nặng và cần nhập viện, rất hiếm người chết vì dịch bệnh dù đã tiêm vaccine. Vì vậy, mặc dù tiêm phòng không thể bảo vệ con người 100% trước COVID-19, nhưng vẫn đem lại sự đảm bảo lớn, giúp nhiều gia đình tránh được mất mát không đáng có. Theo dữ liệu của CDC, tính đến ngày 31 tháng 7, có ít hơn 0,004% người đã tiêm phòng đầy đủ vẫn mắc COVID-19 mà phải nhập viện, ít hơn 0,001% chết vì dịch bệnh. Nguyên nhân nhiều người phản đối vaccine COVID-19 trong bối cảnh biến thể Delta đang bao vây Mỹ, vaccine COVID-19 đã đem lại thành công đáng kinh ngạc trong việc bảo vệ người dân khỏi dịch bệnh. Dù vậy, nhiều người Mỹ vẫn quyết định từ bỏ biện pháp bảo vệ có thể cứu mạng họ. Chúng tôi có biện pháp giúp ngăn ngừa nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt là ngăn ngừa hoàn toàn tình trạng mắc bệnh nặng. Nhưng mọi người lại từ chối nó. Họ xin sự giúp đỡ nhưng lại từ chối tiêm vaccine. Thật mỉa mai. Một tiến sĩ tại Đại học Quốc tế Florida nói, dưới đây là những lý do hàng đầu khiến nhiều người nói không với vaccine. Thứ nhất, một số người không tin tưởng vào độ an toàn của các loại vaccine COVID-19. Họ muốn chờ xem liệu có bất kỳ phản ứng phụ về lâu dài nào sau khi có tiêm phòng hay không. Sự nghi ngờ chính phủ đã ăn sâu bén rễ vào một bộ phận người Mỹ, khiến họ làm ngơ những lời kêu gọi từ Nhà Trắng và Tổng thống Joe Biden về việc hành động để tự bảo vệ mình. Trong những đợt dịch trước, một số vùng ở Mỹ và đặc biệt là khu vực nông thôn không phải chịu hậu quả quá lớn. Người dân ở những vùng này trở nên chủ quan. Họ không lo sợ COVID-19, sau khi chứng kiến nhiều người có triệu chứng nhẹ khỏi bệnh, họ cho rằng đây không phải là căn bệnh nghiêm trọng, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi và không có bệnh nền. Nhiều người vẫn khăng khăng rằng chúng tôi đang nói dối về kết quả chuẩn đoán dương tính với COVID-19 của chính họ. Y tá Morgan Babin tại Los Angeles Anna, cho biết. Bất kể những người phản đối vaccine có lý do gì, rõ ràng là họ đang đánh cược tính mạng và sức khỏe của bản thân. Trong trường hợp mất mát đáng tiếc của ông Freddy và bà Morgan, những người phải chịu những nỗi đau lớn nhất là gia đình họ. Sự chủ quan của họ cũng khiến trẻ em nước Mỹ gặp nguy hiểm do trẻ dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện để tiêm phòng. Những người nói không với vaccine đang đẩy trẻ em, một đối tượng cần bảo vệ và dễ bị tổn thương nhất của xã hội, vào nguy cơ mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Họ đang đặt cược vào điều mà Thống đốc Tây Virginia Jim Justin gọi là sổ số tử thần. Vị hôn thê của ông Michael Friedai là bà Jessica đã lên tiếng cảnh tình những người phản đối vaccine gửi tới những ai đang do dự chưa tiêm phòng và nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra với tôi vì tôi còn trẻ. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, rồi bạn sẽ tự hỏi tại sao mình lại không làm vậy và bạn sẽ không thể ôm gia đình mình thêm một lần nào nữa. Như vậy không đáng chút nào, bà Jessica nói. Khởi tố nguyên nhà báo Nguyễn Ngọc Diệp cùng đồng phạm tội cưỡng đoạt tài sản Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố nguyên nhà báo Nguyễn Ngọc Diệp, trưởng ban tạp chí doanh nghiệp và hội nhập cùng đồng phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Ngày 4 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Diệp, sinh năm 1987, trú tại khu tập thể quân đội số 1 Trần Thánh Tông, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, và Đinh Thị Vân, sinh năm 1988, trú tại phòng 601 DN2T2, Trung cư Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2, điều 170, Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời, cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Diệp với thời hạn 3 tháng 24 ngày. Còn Đinh Thị Vân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội, ngày 17 tháng 7, đơn vị này bắt quả tang Nguyễn Ngọc Diệp đang nhận tiền cưỡng đoạt được của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Y xứ Mường, được Diệp hợp thức hóa bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác truyền thông với tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập và thực hiện gỡ hai bài báo có nội dung ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của doanh nghiệp được đăng tải trên tạp chí thường trường. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Diệp Nguyên nhà báo tạp chí doanh nghiệp và hội nhập lợi dụng chức danh của mình thỏa thuận cùng Đinh Thị Vân tìm kiếm các công ty doanh nghiệp đăng quảng cáo các sản phẩm trong lĩnh vực làm đẹp, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm trên mạng internet. Sau đó hai bị can này tìm kiếm thông tin về sản phẩm nêu trên từ internet, Bộ Y tế và đối chiếu với thông tin quảng cáo do doanh nghiệp đưa ra. Nếu phát hiện ra sai phạm của những đơn vị này, Diệp và Vân sẽ lấy tư cách pháp nhân tạp chí doanh nghiệp và hội nhập, soạn văn bản có nội dung nêu rõ sai phạm gửi đến các công ty, sau đó gọi điện nhắn tin để gây sức ép tống tiền. Số tiền cưỡng đoạt được hợp thức bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác truyền thông với tạp chí doanh nghiệp và hội nhập. Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là bị hại của Nguyễn Ngọc Diệp liên hệ với cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội để phối hợp làm rõ áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 4. Hôm nay, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 4 ảnh hưởng đến nước ta. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày mùng 4 tháng 8, tâm bão số 4 ở cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 180 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạch cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10, bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày mùng 5 tháng 8, tâm bão ở trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 là 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, phía bắc vĩ tuyến 20 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 6 tháng 8, tâm bão ở trên đất liền tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3, cảnh báo mưa rông, gió mạnh và sóng lớn trên biển. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông mưa rông, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8, tăng lên đến cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,5 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ nay đến ngày mùng 7 tháng 8, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hàng Sa và Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động mạnh.